Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng những ngữ hoa sen. Mình là Quân. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp một cấu trúc nào trong chương trình sơ cấp N5. Các bạn cùng theo dõi với mình nha. Tại một trường mẫu giáo nọ, cô giáo đã hỏi các bé là Nan sai desu ka? Watashi wa go sai desu. Watashi mo go sai desu. Nan sai desu ka? Watashi wa go sai desu. Watashi mo go sai desu. Nghĩa là gì các bạn? Các con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 5 tuổi, con cũng 5 tuổi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được học thêm một trợ từ nữa, đó là trợ từ mố. Vậy thì trợ từ mố có cách sử dụng và ý nghĩa như thế nào, các bạn cùng theo dõi nha. Chúng ta có danh từ 1 wa, danh từ 2 des. Danh từ 3 mô, danh từ 2 des. Nghĩa là danh từ 1 là danh từ 2, và danh từ 3 cũng là danh từ 2. Trợ từ mố được dùng thay cho trợ từ quá khi những thông tin về chủ đề của câu sau giống với những thông tin của chủ đề trước đó. Ở đây chúng ta có danh từ hai giống nhau, cho nên trợ từ mố được dùng thay cho trợ từ quá. Để hiểu rõ hơn thì chúng ta cùng đi đến ví dụ đầu tiên nào. Ở đây chúng ta có Anata wa Betonamu no gakusei desu ka? Hai, watashi wa Betonamu no gakusei desu. Watashi mo Betonamu no gakusei desu. Moi chi do ne. Anata wa Betonamu no gakusei desu ka? Hai, watashi wa Betonamu no gakusei desu. Watashi mo Betonamu no gakusei desu. Nghĩa là các em là học sinh Việt Nam phải không? Vâng, em là học sinh Việt Nam. Em cũng là học sinh Việt Nam. Bây giờ đến lượt các bạn đọc nào. Được không các bạn? Chúng ta cùng đi đến ví dụ tiếp theo nào. Watashi wa sanen sei desu. Anata mo sanen sei desu ka? Hai, boku mo sanen sei desu. Moi chi do ne. Watashi wa sanen sei desu. Anata mo sanen sei desu ka? Hai, boku mo sanen sei desu. Cùng dịch nghĩa với mình nào. Tôi là học sinh lớp 3. Bạn cũng là học sinh lớp 3 phải không? Ở đây chúng ta có boku bằng với lại watashi, nhưng mà dành cho nam giới dùng nha các bạn. Thì chỗ này chúng ta sẽ dịch là vâng, tôi cũng là học sinh lớp 3. Còn ở ví dụ này thì sao các bạn? Các bạn có thể đoán được là các bé đến từ các quốc gia khác nhau đúng không nào? Nhìn màu da của các bé là chúng ta biết rồi ha. Vậy thì các bạn thử đoán xem là các bé đến từ đâu nha. Bây giờ thì chúng ta nghe các bé tự giới thiệu nha. Ria-san wa Indojin desu. Anata mo Indojin desu ka? Iai, watashi wa Indojin zarimasen. Furansujin desu. Ria-san wa Indojin desu. Anata mo Indojin desu ka? Iai, watashi wa Indojin zarimasen. Furansujin desu. Nghĩa là gì các bạn? Ria là người Ấn Độ. Ria chính là bé mặc áo đỏ này nè các bạn. Bạn cũng là người Ấn Độ phải không? Không, tôi không phải là người Ấn Độ mà tôi là người Pháp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay cùng với mình. Các bạn nhớ ôn và luyện tập nhiều hơn ở mẫu ngữ pháp ngày hôm nay nha. Hay minasan sayonara, mata kono yoroshiku negaishimasu.